Nào, chúng ta cùng đến với cú phá đầu tiên trong trận đấu. Bi số 6 đã rơi. Vâng, chủ đích va chạm con bi số 8 làm phanh. Chỉ còn một con bi trên bàn thôi để con rat có thể. Không, như vậy anh quyết định trô rồi. Rất thoát tay đến từ con rat nào, con bi chủ. Ui. Rất mạo hiểm trong tình huống trô bi vừa rồi. Một chút cái số lùi không phanh. Ok, tỷ số mở ra dành cho con rat Sushijin 1-0 rồi. Đã nhìn thấy nguyên mán bi số 3. Và giờ thì hình bi mở ra dành cho con rat rồi. Giải đấu Maldives Open 2024 sẽ có tổng giải thưởng là 132.000 đô. Và người vô địch sẽ nhận được 32.000 đô nhé cả nhà ơi. Một và trô về điều 2 đến từ con rat. Và tít dưới cùng bên tay phải. Vâng, tiếp tục là một cú không thành công. Pha sút T bị vào dư mỏng. Ồ, vâng, một cú đánh lắc lỗ con bi số 1. Cực kỳ là nhấp nhổm, bồn chồn đến từ hoàng tử người Đài Bắc Trung Hoa. Như vậy là đã xong các tình huống khó, hình đi bây giờ khá thuận. Thì có vâng, chủ đích là va chạm đi 10 luôn, không cần phải điều vòng đèo làm gì cho phức tạp. 1-2. Vâng, đã phải chống tay rồi.
liên tục là đưa cơ hội cho đối thủ để có thể dọn bàn. Vị trí cầu tay cũng hơi khó bởi con bi số 5. Và không thành công đưa con bi số 2 xuống lỗ. Quỹ đạo bi chủ thì khá là đúng ý tưởng rồi. Vâng, đã A băng hợp lệ nhưng không thể đưa con bi số 2 xuống lỗ. Đấy, phong cách đánh của cô Pingy là như vậy. Rất là nhấp nhổm. Đứng lên ngồi xuống rất nhiều. Khi mà bị khóa đường ăn lỗ tít dưới bởi con bi số 8. Vâng, ngay lập tức là không thành công, bị vào giày con bi số 5 rồi. Rồi, một cú đánh còng rất hay đến từ con Rajosujin. Ồ, một cái má hơi thẳng con bi số 7. Tình huống trượt con bi số 5 rất đáng tiếc của cô Pingy. Sau đó là lại đưa cơ hội dành cho con rat. Và bây giờ là 4-1 rồi. Hơi vớ trong tình huống này. Nào con bi số 3 đi về đâu đây? Anh à? Không, như vậy là anh vẫn có thể đẩy một băng lên được, má đủ nặng. Ồ, khu vực giữa bàn, nhưng mà hóa ra là má dày. Ui, vâng, một tình huống đánh dưa mỏng con bi số 7. Có lẽ sai số thì chắc là từ con bi số 5, con bi số 7. Rồi, như vậy là quyết định đưa con bi chủ ra sau con bi số 8 nhưng không thành công rồi. Ok, sẽ là một tình huống A1 băng luôn. Ui vâng, một highlight đến từ con Rajusijin. Anh đã chỉ lỗ rưỡi bên tay trái và thực hiện thành công luôn. Và chúng ta cùng xem lại nào, hay quá.
Vòng bi số 1 đưa vào giữa lỗ luôn. Ván này khó quá. Vâng, rất hay. Cực kỳ là. Không vấn đề gì mà, như vậy là 6-1 dành cho con rắt thôi. Với cả nói gì thì nói thì con rat đánh hay mà. Đánh cực kỳ bão luôn và lối đánh rất nhanh. Một cú đánh con bi số 1 lắc lỗ. Thêm một chút lực nữa nào. Ok, đã lấy được cái má trong. Hay. Rất hay. Vâng, một tình huống vô cùng hoàn hảo đến từ Kopinji. Anh đã kéo rằng để mượn cái thành băng bên phải. Gãi ra cái chùm 9-10 và ra một vị trí đẹp cho con bi 8-9 luôn. Hay quá, hay quá. Xong rồi. Vâng, hai tay như một. Như vậy là rút ngắn tỷ số xuống còn 2-6 dành cho hoàng tử Kopin. Và như vậy là quyết định A, một băng bên tay phải, một hoặc hai băng để ăn trực tiếp con bi số 1 luôn chứ không phải là đánh thủ nữa. A hai băng thì sẽ ra được con bi số 2 luôn. Vâng, hay quá. Một tình huống hai lai đến từ Kopin ra con bi số 2 đẹp luôn. Đây rồi, hoàng tử Bia đã bắt đầu nổi rồi. Chúng ta cùng xem lại nào. Vô cùng tuyệt vời, như vậy là A trực tiếp một băng thẳng vào con bi số 1 luôn, không cần phải tựa băng. Mình có đẳng cấp đến từ Nhi. Lúc nãy thì con rắp đã có một tình huống A băng con bi số 1, thì không. Một tình huống mềm tay. Với những cái hình bi thoáng thì Kopinji đã không còn vuốt gậy và đứng lên ngồi xuống quá nhiều nữa rồi. Và rất nhanh. 3-6 dành cho Kopinji. Còn bi số 6. Ok, bi số 6 đã rơi. Như vậy. Vâng, rất hay, đúng chuẩn như em dự đoán nhưng mà. Ok rồi, hay quá. Tình huống từ 3 ra 4 như sách giáo khoa đến từ Kopinji. Thì không có gì khó khăn đối với Kopinji cả. Không có gì để bàn luận cả và chắc chắn sẽ là 4-6 dành cho anh thôi. Ok rồi. Tỷ số. Vâng, con bi chủ đã rơi. Không may mắn dành cho con rat rồi. Bi số 3 cũng đã rơi và như vậy thì quyền đặt bi trong tay dành cho Kupinji, một hình bi rất thoáng. Không, như vậy là vẫn kéo rồi. Đánh con bi số 6 ở lỗ giữa bên tay phải. Cái khung tỷ số thì là của
Fitline bên Mandip truyền về nha cả nhà ơi. Người thôi, bây giờ Không. đang là 64. Nghiêng về Conrad nha. Vâng, quyết định đánh. Không có sai số nào cả, như vậy là rút ngắn tỷ số xuống còn 5-6 dành cho hoàng tử Kopinji rồi. Tiếp tục là đưa con bi số 6 xuống lỗ. Đã phá bi nhưng mà bị rơi bi chủ nha. Nên là Kopinji mới vào bàn và dọn hình. Lấy lại được cú phá thì sẽ tự tin hơn rất nhiều trong thể thức phá 10 bi luân phiên này. Không, như vậy là vẫn quyết định đẩy. Và chạm với con bi số 8. Vẫn ra đẹp. Ok rồi. Sẽ là một cú đánh sáng hai băng hay là giữ lực đến từ cái đây. Ok, đánh khắp tay hai băng cho thoải mái. Chỉ còn một con bi thôi, để quân bình tỷ số là 6 đều. Rất hay đến từ Kopinji. Mình thì mình muốn xem những trận đấu mà nó không bị một chiều quá thôi. Chứ bây giờ đến đoạn 6 đều rồi thì cơ thủ nào thắng cũng rất hay rồi. Vâng, giải này thì vô địch được 32.000 đô nhé. Tổng giải thưởng là 132.000 đô. Vâng, với cái hình bi thoáng và hình bi thuận thì Conrad đánh nhanh quá. Rất khác với một Kopinji chỉn chu và kỹ lưỡng. Có phần nào đấy là hơi nhấp nhổm. Conrad đánh như một cái máy. Vâng. Bi chưa dừng đã xuống bộ rồi. Rất hay và ngay lập tức tỷ số nâng lên là 7-6 dành cho Conrad Jushijin. Rồi như vậy tiếp tục là một cú drive break. Không có một con bi nào rơi xuống lỗ cả, bi số 7 đập mom lỗ giữa. Rất đáng tiếc. Rồi, quyết định đánh thủ, một cú thủ rất tốt đến từ Conrad. Đã đưa được con bi số 1 ra sau con bi số 7. Hay. Vâng, vô cùng tuyệt vời trong pha băng vừa rồi của Kopinji. Ok, một cú băng hợp lệ của Conrad và cũng là gia thủ luôn. Vâng, như vậy là còn nguyên đường chạm. Khá căng thẳng đây. Các trận đấu còn lại cùng khung giờ đều đang rất căng. Quyết định kéo lại để ăn con bi số 4 cùng lỗ. Hình bi bây giờ là thoáng, chủ yếu là tình huống con bi số 8 thôi.
hơi với trong tình huống này. Hay quá, luồn được qua cái khe của con bi số 9 và thánh băng phía trên. Xong rồi. Một tình huống rất nhẹ nhàng và mềm mại đến từ con rat. Xử lý xong hết hết các tình huống trên bàn đấu này. Và như vậy thì sẽ là 8-6 dành cho con rat Vòng vẫn tiếp tục là một cú drive break. Ồ, có hơi bị lụt không? Hay, vâng, một tình huống thân kéo con bi thủ. Điều ra chân công trình con bi số 4. Rất hay đến từ cô Binh Nhi. Con bi thủ đã kéo được qua mặt con bi số 5, không hề va chạm. Cái đập băng nảy ra. Cái này là rất tốt để ăn được con bi số 4 rồi. Ồ. Gì đây? Ok, một pha băng thủ. Không, như vậy là anh đánh dây và đưa con bi số 5 ra trung điểm băng ngắn phía trên. Nào, có đủ băng hay không đây? Lỗi rồi. Hơi với. Vâng, như vậy là 9-6 dành cho con Rat Một cú phá tốt. Vâng, ba con bi đã rơi, tuy nhiên thì chùm 7, 8, 10 chưa thật sự là thuận lợi. Bi số 3, bi số 4 và bi số 9 đã rơi vào lỗ giữa. Ở góc máy quay này thì chúng ta nhìn thấy là con bi số 7 còn nguyên đường ở lỗ tít dưới bên tay phải. Còn Dennis Grape và Daniel Marcion thì Dennis đang dẫn trước với tỷ số là 9-8. Không biết là có bị thẳng quá không. Rồi, ok. Quyết định điều đường riêng. Rất hay. Vâng, tỷ số rút ngắn xuống còn 7-9 dành cho. Ồ, như vậy là hết rồi và Copini quyết định đánh thủ. Nhưng mà thủ thế này thì cũng không tốt rồi, chỉ đơn giản là đưa bi chủ ra một vị trí khó thôi. Nào con bi chủ. Vâng. Còn Dennis Grape thì đang chờ người chiến thắng trong trận đấu này đây để gặp nhau trong trận bán kết.
Ok. Ồ vâng. Con rat Jushijin cắt mỏng luôn con bi số 4. Một pha cắt má ngược. Rất hay ấy. Tuy nhiên thì không vấn đề gì, bàn thi đấu của Maldives Open 2024 có cái lỗ khá to so với những giải đấu quốc tế mà chúng ta hay theo dõi thì là to hơn khá nhiều đấy ạ. Bây giờ sẽ là một cú combo 6 và 8. Vâng. Ngay từ trận tứ kết thôi thì hoàng tử Copini sẽ phải dừng bước rồi. Ok, chỉ còn hai con bi nữa thôi. Để tập. Vâng, như vậy là trận đấu kết thúc với tỷ số là 17 dành cho cơ thủ người Ba Lan Konrad Zuszczysyn.